À, hai quầy. Như hai quầy này á là mình đem xuống dưới làng mình bán được nhiêu tiền? Đây. Dạ. Quầy này chắc cao nhất chắc 10-15 ngàn à. Hết hai cái luôn. Ừ. Anh Tài đi lộn đường. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở trong một khu rừng. Gà với lại anh Tài với lại chị Mỹ Lệ đang lạc trong một khu rừng để đi chia sẻ những phần quà cho bà con, mang ánh sáng lên vùng núi cao. Mình đang ở trên đỉnh núi cao luôn nha cả nhà, tại vì đi xe từ sáng giờ á vô đây. May mắn là chỗ này mình vẫn đi xe máy được. Để đây hả chị? Không đi lên được nữa à? Không, bây giờ mình đi bộ rồi. Đi bộ rồi hả? Cái đường kia mình chạy lên không được hả? Ừ. Chị Mỹ Lệ chào cả nhà đi. Chị Mỹ Lệ chào cả nhà. Anh Tài chào cả nhà. Bắt đầu lên trên núi cả nhà ơi. Gà được chị Mỹ Lệ chia sẻ là có một chú ở trên núi cao, không có về làng, chỉ có một tuần về một lần ngày thứ bảy để đi lễ thôi, còn những ngày bình thường là ở trên núi cao. Ở trên núi này là trồng trọt, chăn nuôi con gà con vịt để kiếm sống hàng ngày, tại vì lớn rồi mất sức lao động, không có ai mướn mình nữa nên là ở dưới làng không có cái gì để ăn. Hôm nay chủ yếu gà lên đây là để thăm bà con ở trên núi và mình mang ánh sáng lên trên vùng cao gửi tặng cho bà con. Wow, cỏ đẹp quá ha. Cỏ đây á, hôm bữa có nhiều cô chú nói với gà là có đuôi chó, rồi có đuôi mèo, rồi có mỹ, cỏ bông, tùm lum cỏ hết. Gà không biết là có gì luôn, cô chú chia sẻ với gà nha. Đẹp lắm cả nhà. Cỏ này con bò nó có ăn không chị? Có luôn hả? Anh Tài thấy thế nào rồi anh Tài? Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng mệt, nhưng mà mệt cũng phải cố gắng. Nắng quá mình đi hóc người cả nha, hóc khô người luôn. Ở đây có một cây chuối, trái nó rất là to này cả nhà, chín rất là ngon luôn. Nhưng mà chị Mỹ Lệ nói là cái này là bán không có ai mua nên là để chín cho chim nó ăn là bỏ luôn. Em thấy chuối này rất là đẹp luôn á, nhưng mà cũng không có ai mua hết chị.
Trời ơi. Chính là bổ à. Quá đã luôn cả nhà. Quá đã luôn cả nhà. Thì cho em xin trái đi. Mời cả nhà ăn chuối nha. Chuối này nó rất là nu luôn, ngon nữa. À, ngon quá. Mời chị ăn chuối. Vô. Mời cả nhà ăn chuối. Ngon quá trời. Ngọt nữa. Vậy mà trên núi đây bỏ chim ăn không có ai ăn cả nhà. Cái này mà mình mang ở xuống bên dưới thành phố mình bán tiền không á. Chứ lại bữa nay Tết nữa, Tết Tây á. Ở thành phố chứ ở đây không, người ta mua, người ta ép mình, ta nói chuối này là để cho bò thôi. Cho bò. Hoặc là làm chuối kem. Làm kem chuối hả? Ừ. Cái này thiên nhiên không có thuốc men, ăn ngon. Mình ăn một trái là mình thấy no lắm luôn á ha. Đúng rồi. Ở đây cũng có một quầy nè cả nhà, nhưng mà cũng bỏ nè, bán không có ai mua, nên là bỏ đây á, là chim nó tới nó ăn luôn. Rất là ngon luôn. Cả nhà mình cũng nhìn thấy là trái chuối nó nu, nó tròn, mà ăn nó ngọt lắm. Không biết là bằng cách nào để mình có thể giúp cho những người đồng bào là mình sử dụng cái chuối này mình bán đi được cả nhà. Như một quầy này đó, cả nhà mình cũng nhìn thấy là khi mà họ cắt từ trên núi cao mà mang xuống ở dưới núi á, là bán rất là rẻ. Một quầy to như thế này nè, lái buôn chỉ mua họ là tầm khoảng 20.000, có chỗ là 25.000. Còn cái quầy nào mà nó có nhiều nhánh là được 30.000 thôi. Rất là ngon. Dạ, lấy trái chuối cho cả nhà mình xem nha. Đó, trái nó rất là ú nè, ngon nè, ngọt nữa. Nếu như mà mình biết cách để làm chuối khô á, thì mình để dành mình ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà gà thì gà không biết, cô chú hay góp ý cho gà nha. Nghỉ ngơi ăn chuối được chút xíu á, là mình lại tiếp tục đi lên trên núi. Hôm nay là chị Mỹ Lệ dẫn gà đi lên núi để tắm suối. Hôm nay là Tết Tây. Kính chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị một năm mới phát tài phát lộc, thật là nhiều sức khỏe. Gạo luôn luôn là đầy lưu nha. Tiền thì đầy tủ. Ở đây toàn là cỏ không à. Anh Tài ơi. Tết rồi, anh Tài có lì xì cho em không? Có chứ. Có hả? Lì xì cho em đi. Người ta lì xì người bạn đồng hành nãy. Chị Mỹ Lệ ơi, sao chị Tết rồi chị bỏ trốn em vậy? Lì xì cho em chứ. Lì xì đi cho người này. Làm anh chị thật là khó nhưng mà thật vui. Ai yêu em Út sẽ làm được thôi. Đang lên núi này. Cô chú ơi, cô chú chưa lì xì cho gà nha. Cô chú lì xì cho gà mùng 1 Tết nha. Gà đi cả năm rồi, mười mấy 20 năm nữa rồi, chưa hiểu được cái cảm giác lì xì. Qua lên dốc cao quá ha. Chỗ này là dốc đứng luôn. Giờ này là 12 giờ trưa nắng. Quá xá là cao.
Chị thơm nổi luôn hả? Thơm nổi. Vậy là chị thu em rồi. Bữa nay là em là người rừng rồi nha. Bữa nay gà lang thang thành gà rừng luôn. Gà rừng lang thang. Anh Tài là đuối chân là đi hết nổi rồi cả nha. Anh Tài ơi, cười cái anh Tài. Cười hết nổi. Anh Tài không dám quay đầu xuống luôn. Quay đầu sợ hàng nặng quá. Tới nơi rồi. Hàng nặng quá. Mình ngã xuống dưới. Qua wow, cây xương rồng đẹp quá. Dạ con chào chú. Chúc chú một năm mới thiệt là phát tài nha. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi là chú tên gì? Chú tên Bình. Chú tên Bình hả? Dạ. Chú có nhớ là mình bao nhiêu tuổi không chú? Chú 55. 55 tuổi rồi. Dạ. Chú ở trên núi này lâu chưa? 14 năm á. 14 năm rồi. Dạ. Sao chú không về làng ở mà mình ở tuốt trên núi cao vậy chú? Cũng về làng coi như là nếu mà thiếu gạo là mình về làng đi bộ. Dạ. Xong rồi lên núi lại. Về phải ngủ một đêm. Dạ. Mới sáng sớm á mình lên núi lại. Dạ. Chú ở trên núi này là mình làm cái gì để kiếm ra đồng tiền vậy chú? Làm bắp. Làm bắp. Ừ. Bắp là mình làm á, tới mùa mưa mình mới làm. Dạ. Thì năm nay á, là chú làm á, thì làm cũng thất bại. Mấy năm trước á, là chú tỉa bắp là phát dọn là tháng 5. Dạ. Coi như là cuối tháng 4. Dạ. Đầu tháng 5 mình trồng tỉa. Trồng tỉa coi như là mình cũng hơi tạm tạm đỡ. Cũng không có đạt. Thì 40 mấy bao trái thì cũng hơi đỡ. Năm nay, 2 năm nay là coi như là đúng là thất bại. Thất bại à. Mới năm ngoái này nè, năm 2022 á. Dạ. Thì năm chuột đó, chú nào cũng thất bại. Dạ. Từ Phước Hòa nói chung luôn á, huyện Ba Ái á. Dạ. Phước Hòa, huyện Ninh Sơn mình. Nói chung là người dân từ sông Pha mình cũng thất bại vì cái chuột. Dạ. Làm toàn tía là coi như là nó mất nó ăn hết à. Dạ. Vì, ví dụ mình trồng á, mình tía là ngày nay này đêm là nó mất hết. Con chuột nó ăn hả? À, chuột nó ăn. Chuột coi như là ngày là chạy canh ngày luôn. Rồi mình có bắt chuột không chú? Coi như mình đánh bãi thì dính. Dạ. Có một đêm là 10 con. Dạ. 12 con. Ăn là mệt nghỉ luôn mà. Là mình cứ gieo bắp xuống là con chuột nó sẽ đi ăn cái bắp của mình. Dạ. Dạ. Tới mùa thu hoạch bắp á, nó cũng ăn. Đánh bãi là vẫn dính, vẫn ăn bắp. Dạ. Chút là ắt nhất là mấy năm ngoái này, năm 2022 á. Dạ. Còn năm 2023 năm nay á, làm là chú làm trễ. Trễ. Chú phát là cuối tháng 5. Dạ. Đầu tháng 6 mình trồng tỉa, mình bổ giống á. Chú làm bắp nếp. Bắp nếp là từ cái đầu ranh kia á là tới chỗ này nè là bắp nếp. Còn bắp đá mình làm ít thôi. Bắp đá mình giả mình luộc ăn á, mình nấu cháo á. Dạ. Yeah. Gọi là nấu cháo bắp á. Dạ. Yeah. Thì mình làm ít, làm nhiều cái số bắp nếp để kiếm tiền. Cuối cùng là cũng thất bại vì cái gió bão á, luồng với chú này luồng cao mà. Sao chú không làm ở dưới thấp mà chú làm ở trên cao như vậy? Làm trên cao thì đất tốt mà. Yeah. Thì đồng ý đất mấy chú này là mình làm là
khỏi bộ phận. Chủ yếu nhất là mình làm cổ sạch sẽ là bắp mình được, mà thua cái chủ gió. Nói giống như vừa rồi đó, chú chỉ ngày 15 tháng 6 coi như là tới tháng 7 gặp gió, bắp đang tủ cự thất bại luôn, gãy hết luôn. Nhưng năm nay chú thu hoạch được mới có 14 bao trái à. 14 bao trái đó là mình nhai ra là có 5 bao hột, còn mắc nữa bằng hàng trong làng mình á, từ đó mới khổ nhất. Chú dắt gà đi ra cái cây xương rồng nè, cái cây này là bao nhiêu năm rồi chú? Cây này cũng lâu năm rồi cháu ạ. Khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Cây này là tính từ cái ông già vợ hồi xưa này nè. Cây này là 40 năm này. 40 năm? Ừ, 40 năm. Trời ơi, cái cây xương rồng này mà 40 năm luôn á hả? Ừ, ý là cháu ạ, chú chặt á, nếu mà chú để chắc bò chả ba luôn. Chú chặt, dục bộ, nó lên tiếp. Dạ. Mà nó không chết núi. Dạ. Cần nhận cây này. Mạnh. Vậy là đất này á, là đất của ông bà của mình. Ừ. Sống ở đây từ lúc lâu lắm rồi. Dạ. Rồi để lại cho con cháu. Dạ. Rồi như là sau này là chú lớn tuổi thì chú cũng để lại cho con cháu ở. Trên sao? Trời ơi, cái cây này mà 40 năm rồi cả nhà. Cái trái của nó ăn ngon không chú? Trái của nó thì chú là chắc không biết ăn rồi. Còn mấy người nó nói nó ăn được. Dạ. Mình sợ ăn được đâu, sợ chết. Xương rồng ăn rất là ngon. Ừ. Nghe mấy họ nói, mấy con cháu đi hái cà phê trên Đà Lạt á. Dạ. Họ nói thấy người chủ, người kinh mấy ông chủ bà chủ trên Đà Lạt này. Dạ. Trên Bảo Lộc á, nó ăn được mà. Mấy tụi nó ăn, mình sợ tụi nó ăn bậy sẽ chết. Nó nói không sao đâu. Nó nói ăn hơi chua chua, nó nói. Mà dạ, mình đâu có ăn đâu, mình biết. À, chú không dám ăn. Mà té ra là trái này là trái nó thì ăn được. Ăn được. Ừ. Ăn rất là ngon và bổ nữa. Vậy hả? Dạ. Cây lá của nó là chú có thể là mình lấy cái lá mà mới ra non á là chú ăn sống luôn. Uh-huh. Nó nhớt nhưng vậy mà hả? Trong đó nó rất là nhiều dinh dưỡng. Uh-huh. Con thấy là ở bên nước ngoài họ bán cái này á mắc tiền lắm. Uh-huh. Dạ. Đây là cây xương rồng mà gà thấy nó không có gai. Uh-huh. Có những cây xương rồng là gai nhiều dữ lắm. Đây cả nhà mình coi nè. Đó. Uh-huh. Nó ra bông như thế này nè. Uh-huh. Cây xương rồng cũng có hai loại ha cháu ha. Dạ. Loại kia là nó có gai, loại này không có gai. Hai loại chứ. Cái này là chú chưa ăn một lần nào luôn. Chưa, chú không dám. Không dám ăn. Tại mình không biết ăn, mình không dám, mình sợ. Dạ. Sợ ăn được, sợ chết mình chứ. Còn mấy đứa cháu nó ăn được. Tại nó đi làm mướn hái cà phê, mùa hái cà phê giống như vừa rồi á. Nó biết, nó thấy chủ nó ăn á. Cả nhà mình nhìn xuống phía sau của chú á, là núi rộng mênh mông. Ừ. Cái điểm xuất phát của gà đi á là nó nằm bên cái đỉnh núi bên kia kìa. Cả nhà mình thấy không? Đó, cái đỉnh núi bên đó là gà bắt đầu đi qua bên đây. Ừ. Là cái núi bên này là của chú đang ở hiện tại. Ừ. Rất là xa luôn cả nhà. Ừ. Thăm thẳng chịu trui luôn rồi. Mà đó giờ có ai đến đây mà thăm chú chưa? Chưa. Người kinh á? Chưa. Chưa lần nào, chưa lần nào luôn. Dạ. Hôm nay con lên đây là chú có bất ngờ không? À, rất bất ngờ. Bất ngờ là con đi lên tới đây được đúng không chú? Dạ. Dạ. Con cũng bất ngờ là chú ở trên núi cao như vậy luôn á. Có ai mà ở cao hơn chú nữa không? Không. Không có ai. Chú là cao nhất rồi. Chú là cao nhất nè. Dạ. Như từ đây á mà chú đi bộ xuống dưới làng để mua gạo là chú đi bao nhiêu tiếng? Chú đi bộ là về bộ là 2 tiếng. 2 tiếng. 2 tiếng. Là mình đi xuống dốc á. Ừ. Ha. Ý là cháu ạ. À, mình mang nạn á. Dạ. Là 2 tiếng. Dạ. Còn mình về không là không tới. Về không là 1 tiếng rưỡi. Dạ. À, nếu mà mình có xe giống như mấy con cháu là ôi có 30 phút. 30 xuống ào ào xe đá. Dạ. À, tiếc chú không có khả năng lấy đò mình mua xe. Nhưng mà mình đi bộ từ đây xuống nửa núi thì mình mới đi xe được. À, dạ. Tới bảy nãy đó, bảy. Dạ. Bảy dưới đó.
Em còn cũng... mà mình đi mà đi bộ không á, mà đi xuống làng là con thấy rất là xa. Đúng xa thiệt á, xa thiệt cháu ạ. Cái này là chú làm á hả? Dạ, chú tự làm luôn nè. Dạ. Tự chế bằng lũ u á. Wow. Hôm nay họ là mới lạ luôn, mới họ vua rể chú á. Dạ. Nói, họ đi hai lá bếp đường rể chú này nè. Nói, đù, sao ông già làm hai? Dạ. Nó nói làm hai. Cái này ông là chảy có... quanh năm hay sao? À, ở thoải mái này, coi như đây 2 năm rồi nè. Dạ. Chú làm á. Mấy người trong làng chú là thấy lạ mà. Nói chú rất năng khiếu. Đúng cái tưởng nó vậy luôn à. Ủa cái ca là nó bị bể rồi sao chú không mua cái mới? Mua cái mới thì thiếu. Thiếu thì làm thí. Rừng núi xa xôi mà. Đó. Cho con coi cái ca đi chú. Con coi cái ca bể của chú. À. Đây cả nhà xem nè, chú giá lại nè. À, giá lại đó. Wow. Làm thí làm thải. Bể rồi. Bữa nào con tặng cho chú cái ca mới nha. Dạ. Cảm ơn. Rất là đẹp luôn. Tháng nắng là nước có chảy như vậy không chú? Thoải mái. Thoải mái chảy luôn. Thường xuyên luôn. Nắng dạ. Hạn đến đầu mùa luôn á. Là chú lấy cây tre chú bắt nước xuống đây á hả? Dạ. Tự chế luôn á, bằng lỗ u á. Dạ. Đây là lỗ u nè. Đây lỗ u. Không phải là A, đây là lỗ u á. Dạ. Chú chế chú đặt này nè. Chú dắt gà với lại cả nhà mình đi chặt chuối. Mít. Mít quá trời nè chú. Đó. Chưa già. Chắc là nửa tháng sau nó mới già lâu. Dạ. Mít ghép rụt đổ nè. Dạ. Bên lâm trường trồng là mấy năm đó. Dạ. Ở trên đây á là lúc trước người đồng bào họ trồng chuối họ bán được giá lắm cả nhà. À đúng. Một quầy á là được 200-300 ngàn luôn đúng không chú? Không tới, không có cháu à? Không phải, ý con nói là lúc trước á. À. Bây giờ là nó rẻ lắm rồi. Bên này chuối không có giá, nó nói chú ế, đúng không? Bằng hàng nó nói lương tôn rồi cháu à. Dạ. Ngày coi như ngày rằm á thì được giá. Dạ. Ngày rằm mà nó tính một nhánh 10 ngàn. Dạ. Còn ngày thường này là 2 ngàn, 3 ngàn à. Dạ. Thì cái tiền mình phải chặt thí thôi. Mang một quà, hai quà đó. Cũng hơi vất vả. Có xe để vụ. Đổ, có đi ghê à. Làm rễ nè, có hai vợ chồng làm nè. Bơm thuốc à, cháu à, bơm thuốc á. Dạ. Thuốc năm nay thuốc dữ quá. Mấy chủ công ty nó sản xuất thuốc giả. Nhĩ đu á. Mình bơm thuốc á, mình bơm á. Nó mau chết mà một tuần là nó lên cổ tiếp. Dạ. Cổ nó mọc tiếp. Trước đó mình làm hơi nặng công. Làm cổ nên nặng lắm. Cao quá, rẫy của chú. Rất là cao. Chà. Rớt cái là nó lăn xuống núi luôn. Khỉ nó ăn. Khỉ chim. Chim nó ăn. Phải nói là người đồng bào họ rất là giỏi luôn cả nha. Lên trên đỉnh núi cao để trồng trọt. Cả nhà coi cái rẫy mà nó chài xuống. Đây cả nhà mình xem, gà quay xuống dưới cho cả nhà mình xem nè. Đó. Rẫy của chú là đứng vững luôn cả nhà, giống như là cầu thang vậy đó. Đi mà mình chợt xuống không à. Mình chặt quầy chuối là mình chặt luôn cả cây chuối phải không chú? Dạ. Cả nhà mình cũng nhìn thấy cái ngôi nhà của chú nằm giữa đồi núi rộng mênh mông.
Được hai quầy hả chú? À, hai quầy. Như hai quầy này á là mình đem xuống dưới làng mình bán được nhiêu tiền? Đây hả? Dạ. Quầy này chắc cao nhất chắc 10-15 ngàn à. Hết hai cái luôn. Ừ. 15 ngàn. Dạ. Như chú có mang xuống không? Chú vừa rồi à, chú mang xuống quầy tốt không á, một dạ. Nhánh một quầy 6 nhánh 7 nhánh là được. Dạ. Hai quầy được 50 ngàn. 50 ngàn. Ừ. Trời ơi. Ngày thường á thì rằm thì đỡ. Dạ. Rằm cũng được 100. Ngày rằm mà nó có giá hơn. Dạ. Ngày thường có 2-3 ngàn. Cả nhà mình xem nè, có 15 ngàn đồng mà mang từ trên đỉnh núi cao mang xuống dưới làng bán. Đó, mệt lắm. Có khi nào mà mình không có gạo ăn, mình ăn chuối không chú? Có chứ. Có lúc cái mùa mưa, dạ. Bữa đó mưa đi không được á, ướt mình ướt mẩy, mình phải đi mặc áo mưa. Dạ. Không có áo mưa đi luôn. Dạ. Lỡ hết gạo. Còn không có gạo là mình luộc chuối ăn. Luộc chuối ăn. Dạ. Mình lục vô xong mình nướng á. Dạ. Mình ăn bình thường. Dạ. Cho mình ăn đỡ. Khó chứ. À, xuống để từ chắc được. Từ từ chú ơi. Mình trồng chuối như thế này ở trên núi này á, con khỉ nó có xuống ăn chuối không? Có. Có hả? Hay nó vua cả bầy là coi như là nó ăn phải một quầy hai quầy. Mùa này mùa nắng hạn là nó ăn quầy này nó cho hết luôn quầy luôn à. Dạ. Cả 100 con mà. 100 con khỉ luôn. Ừ, từ nhỏ đến lớn mà. Trời ơi. Vậy là một lần nó trên núi nó tú xuống là nó ăn hết chuối luôn hả? Dạ. Nó vua nó quơ hết luôn. Trời. Đó. Cho mày là mà 2-3 năm nay là chú giữ thiệt luôn á. Dạ. Không cho khỉ nó vô ăn chuối mình. Nếu mình kẹt gà kẹt đồi là nhờ có chuối mình mới sống được chứ. Mấy giữa nó từ... Nó đi một lần là cả 100 con luôn hả chú? Cả 100 con luôn mà. Dạ. Nó vô á, đám bắp nếu mà mình không giữ, lần nó vô là coi như tiếng 2 tiếng là hết bắp mình luôn. Dạ. Hết cả rễ á. Bắp mà khỉ nó cũng ăn luôn hả? Ừ, nó ăn luôn. Dạ. Cái bắp ăn bắp mà. Từ bắp non đến bắp già rồi coi như bắp mình thu hoạch rồi nó ăn hết mà. Cân nhận coi như cái rằng thú vật á, những mạnh thì thật giỏi lắm. Nó ăn đồ nhanh. Mình à. Làm hình nộm con khỉ nó cũng không sợ luôn. Ừ. Nó không sợ đâu, mình phải đuổi nó. Đi tới chú là con mình la ố từ trời đó. Nó không chạy đâu. Dạ. Nó dòng mình nữa. Nó giữa cái đít nó đưa cho mình coi nữa chứ. Dạ. Đưa nó cả trứng thiệt á. Và cái con thú vật đằng vật này. Mình đuổi nó mà nó không chạy mà nó giỡ cái đít cho mình coi nữa. Ừ, nó giỡ cái đít. Mình đi gần đó lấy đá mình ném, đó nó mới chạy. Dạ. Được quá quen người luôn. Quá quen mà. Hơn nữa nó quá đói. Quá đói là coi như là nó không sợ người nữa. Nó phải ăn. Được chụp tay cái đá nó mới chạy. Được đúng thiệt á. Từ cây đủ chuối, bắp, đậu, nó cũng ăn hết á. Cái ngôi nhà của chú vào tháng mưa nước có chảy không? Chảy chứ, dục tùm lum á bữa. Dạ. Mùa mưa bữa dục. Dính gai hả chú? Ừ, dính gai. Mời cả nhà đi vô nhà của chú. Dạ. Dạ con chào cô. Cô sao vậy chú? Bệnh. Bệnh hả? Dạ. À, bệnh nằm ở đây nè cả nhà. Đèn của chú hả? Dạ. Rồi hết bệnh thì sao chú? Đây. Hết bệnh là thấp ngô, hết ngô là mình đốt lửa bếp á. Dạ. Đùa, bà đó.
Chú ơi, dạ. Hôm nay là con có mang một cái đèn năng lượng mặt trời, dạ, lên đây để tặng cho chú, để chú có ánh sáng vào ban đêm nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Bắt đèn chú thích không chú? Thích. Chú rất cảm ơn nha cháu. Rất dạ. Cảm ơn hai cháu. Có đèn là từ nay về sau mình không có sử dụng đèn pin nữa chú ha. Dạ. Dạ. Đỡ mình đỡ tốn tiền mua pin. Như một tháng là chú mua pin là tốn bao nhiêu tiền pin? Tính một tháng là nếu mà bình quân đó, tính cứ mình mua là 10.000. 10.000. Ba cặp á. Luôn luôn đèn pin là ba cặp. Nhưng mà đâu có sáng đâu chú ha. Không có bằng. Sáng một chủ đó, mình ăn một chủ đó. Dạ. Sáng mờ mờ khổ, thôi. Sáng mờ mờ khổ lắm. Dạ. Chứ mình là coi như trên núi mà phải ráng, ráng chịu khó. Dạ. Cái ngôi nhà của chú cũng rất là chắc chắn cả nhà. Làm bằng lá chanh. Nhưng mà lá chanh này mục hết rồi nên là chú mua cái tấm bạc đó để chia lại. Cả nhà mình cũng nhìn thấy là ba chú cháu đang ngồi trên cái mái nhà nhìn xuống dưới cái đỉnh núi bên dưới. Đó, rất là cao nè. Chú ơi, bữa nào con tặng cho chú mấy tấm tôn đó. Dạ. Là chú lợp lại cái nhà của mình nha. Dạ. Dạ. Chú tự lợp. Dạ. Chặt cây đóng đồng tay ngang. Đóng 5 cây đồng tay là mình đóng thứ vuông. Dạ. Là ok. Là chú tự làm luôn. Dạ. Dạ. Tự làm. Cẩn thận chú nha. Được rồi anh ta ơi. Được rồi. Giờ mở cho cả nhà mình xem nha. Mở. Tắt. Khi nào mà điện chạy á là đèn mới tốt. Đó, cả nhà thấy chưa? Sáng lên rồi đó. Giờ mở một lần nữa nha. Cái này là chú tự làm á hả? Chú tự làm tự đan luôn á. Dạ, đẹp quá chú ha. Cái này là chú đan, chú bán bao nhiêu một cái? Chú đan là chú không có bán cho họ. Dạ. Chú đan là hai cái gùi này là đan sử dụng trong nhà. Dạ. Con rể rồi con gái trong nhà luôn. Nói chung là con trong nhà. Hai cái gùi đây là chú đan bao lâu? 4 ngày. Chú đan 4 ngày? Dạ. À. Đẹp quá cả nhà ơi, chú đang rất là tỉ mỉ luôn cả nhà. Chưa hoàn thành cháu ạ. Chưa hoàn thành. À, còn dây rồi cái nắp này coi như là thiếu mây. Dạ. Bây giờ mai mốt là đi chặt mây cái đầu rẫy này. Dạ. Rồi chú mới làm hoàn thành. Cả nhà mình xem nè, chú đang rất là tỉ mỉ, rất là đẹp nha cả nhà. Cái gùi này rất là chắc chắn luôn. Như một cái gùi như thế này mình có thể là mang được bao nhiêu ký chú? Dạ hả? Dạ. Nếu mà mình mang nặng là 50 ký. 50 ký. Vẫn chịu đựng. Cháu ạ, chú đang cái gùi này là rất là cứng. Mấy hồ khác là cũng biết đang cái gùi mà nó làm mỏng quá. Dạ. Lát này nó chê mỏng quá. Dạ. Còn chú đang là nó hơi dày. Nó chất lượng nó cứng. Vậy dạ. Bữa nào chú đan chú để lại cho con một cái làm kỷ niệm được không? Dạ được, cảm ơn. Dạ. Chú đan là cái gùi nhỏ. Dạ. Gùi nhỏ là vừa cháu mang luôn. Dạ. Cho không luôn á. Bữa nào chú đan á. Cả nhà mình xem nè, đẹp cực kỳ luôn cả nhà. Nhìn rất là đẹp. Để chưa hoàn thành này nè đó. Hoàn thành cái đó, đã gùi. Chú đan bằng cái gùi đó. Cái gùi đây gà thấy rất là rộng nha, chú làm rộng lắm. À, làm rộng, mang bắp đồ, mang chuối đồ á, thoải mái, cho nó rộng rãi. Dạ. Bổ vài chuối cho nó rộng. Chứ đang nhỏ, mình bổ vài chuối không được. Dạ. Nó chật. Mình bổ trong gùi được, còn mình rút ra là nó không được. Dạ. Nó dính á, dính. Dạ. cái nhanh đó. Dạ. Còn mình đang to này, rộng là thoải mái, rút ra thoải mái. Chú ở trên đây á, là cũng đã là mười mấy năm rồi cả nhà. Chú. Dạ. Sử dụng á, là một cái đèn pin nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Mỗi một tháng như vậy là chú phải đi mua pin.
Nhưng đúng mà rồi. Ánh sáng của đèn pin là không có được bao nhiêu hết chú ha. Dạ đúng rồi. Chú có đốt lửa không? Đốt lửa kèm luôn á. Dạ. Đốt lửa bếp á. Để mình có ánh sáng mình ăn cơm. Dạ. Bây giờ là con mang cái đèn lên trên núi này rồi thì chú có vui không? Rất vui lòng. Dạ. Phấn khởi. Cảm ơn hai cháu. Dạ. Chú rất cảm ơn nhiều. Cái đèn này á chú là của nhóm thiện nguyện của chú Mẫn ở bên Mỹ á. Dạ. Là tặng cho bà con mình ở trên núi có ánh sáng vào ban đêm. Dạ. Chú cảm ơn nhóm thiện nguyện của chú Mẫn đi. Rất cảm ơn nhiều chứ, rất cảm ơn nhiều. Dạ. Bây giờ lên trên đây á là mình có ánh sáng cho họ. Rất là vui ở nhà, rất là quý luôn. Quý trọng cái ánh sáng vào ban đêm. Giờ có mang một cái thùng mì tôm nữa nè. Đây là mì tôm mang lên trên núi để cho cảm ơn cô chú làm canh ăn. Con gửi cho cô. Rất cảm ơn, cảm ơn. Còn nữa, chưa hết quà đâu, nhiều quà lắm. Rất cảm ơn cháu. Cá cơm khô nè cả nhà. Con gửi cho chú nha. Dạ, cảm ơn cháu, cảm ơn hai cháu. Cái này nấu lá giang ăn ngon lắm chú. Dạ, nó còn chua là ăn rất ngon. Dạ. Một bịch hạt nêm nha cả nhà. Dạ. Con gửi cho cô. Cái này là bột ngọt. À, cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Chú rất cảm ơn hai cháu. Cảm ơn nhiều. Chú biết cái này cái gì không? Đường. À, đường. Đường. Quen ngược hồi nãy nè. Dạ. Lấy đường nấu chè ăn cô nha. Rất cảm ơn hai cháu. Còn cái này? Đây là muối, muối iốt. Muối. Muối iốt. Cái này là nước mắm nè. Dạ. Dầu chiên. Nước mắm. Nước tương. Nước tương hay xì dầu? Xì dầu. Đây xì dầu. Tên này kêu xì dầu á. Hàng Việt nè, hàng Việt. Thành phố là tương. Bên mình là xì dầu. Dạ. À, cô chú rất cảm ơn hai cháu. Rất cảm ơn nhiều. Đầy đủ luôn cả nhà. Rất đầy đủ. Còn cái này là đặc biệt nhất là bao gạo. Ừ. Dạ. Đặc biệt nhất đó, bao gạo. Cái món quà hôm nay á là của nhóm thiện nguyện của chú Mẫn ở bên Mỹ. Dạ. Chú đã tặng cho những người đồng bào ở miền núi là một cái đèn năng lượng mặt trời. Dạ. Có ánh sáng vào ban đêm. Và một phần quà trị giá là 500.000 đồng. Thì gà đã mang từ ở dưới núi mang lên trên đây. Tại vì cái đoạn đường mà mình đi từ bên dưới á, lên trên đây rất là xa xôi. Dạ. Gà không có mang được nhiều. Mỗi một ngày như vậy á, là gà chỉ mang một phần, hai phần. Cao lắm là ba phần thôi cả nhà. Ba phần là mình đi là tối 12 giờ đêm mình mới về. Thì gà làm việc á, là mình ăn mình ở trên núi không cả nhà. Lâu lâu mới về làng một lần. Dạ đúng rồi. Và cái món quà tiếp theo nữa là của cô Thu ở bên Mỹ. Dạ. Cô Thu có gửi cho con là 100 đô la Mỹ. Dạ. Đổi ra tiền Việt á, là 2.400.000 đồng. Dạ. Thì con xin phép cô Thu gửi tặng cho gia đình của cô với lại chú. Để cô chú có tiền. Chú rất cảm ơn. Dạ. Cảm ơn hai cháu nhiều. Dạ. Rất cảm ơn. Đây cả nhà, mỗi một tờ như vậy á, là 100.000 đồng. Dạ. Bây giờ gà đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... và 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 tờ 100.000 là 2.400.000 đồng. Dạ. Con gửi cho chú một nửa. Dạ, cảm ơn. Con gửi cho cô một nửa. Cảm ơn cháu. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Dạ. Rất cảm ơn nhiều. Hôm nay mình có đủ quà luôn chú ha. Dạ, rất cảm ơn. Gà cũng xin thay mặt cô chú cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn nhóm thiện nguyện của chú Mẫn đã gửi tặng đèn năng lượng mặt trời và một phần quà. Cảm ơn cô Thu ở bên Mỹ đã gửi tặng cho gia đình cô chú là 100 đô la Mỹ là 2.400.000 đồng. Chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe. Năm mới chúc cho cô chú phát tài nha. Bây giờ mấy anh em là chuẩn bị đi xuống dưới núi luôn. Con chào cô chú, con đi xuống núi nha. Rồi, cảm ơn hai hai cháu. Chị Mỹ Lợi ơi, chị đi chị có thấy mệt không? Mệt. Anh Tài nhảy vô bụi chuối luôn anh Tài. Mệt quá nên mới nhảy vô bụi chuối. Mệt nhưng mà vui.
Vui không? Vui, mình giúp được thì mình không có gì mình giúp được cho họ thì mình giúp công thôi. Ừ. Chị, hôm nay là mùng 1 Tết rồi. Thì chị chúc cô chú anh chị một lời chúc đi chị. Năm cũ qua năm mới lại bước sang năm mới, con chúc cô chú anh chị mạnh thường quân dồi dào sức khỏe, phát lộc phát tài và thành công trong mọi công việc. Có lì xì không? Lì xì chắc thua, lì xì không có rồi. Không có à? Sao chị không lì xì cho em? Chị lì xì chị đi lên núi rồi. Chị lớn là phải lì xì cho nhỏ chứ. Chị lì xì chở em đi lên núi an toàn được rồi. Vậy hả? Mà công nhận em thấy chị chạy xe rất là giỏi luôn. Chị ơi, em lì xì cho chị nè. Anh Tài ơi, em lì xì cho anh Tài nè. Anh Tài lên đây. Hôm nay em xin phép chị Hân. Chị Hân có gửi cho em là 1 triệu đồng. Thì em xin phép chị Hân là gửi cho anh Tài 500 và chị Mỹ Lệ 500 ngàn. Coi như là lì xì năm mới. Bao lâu rồi chị chưa được lì xì? Chị hả? Chị chưa được lì xì lần nào hết á. Chưa được lì xì lần nào hết? Vậy là người đồng bào mình có ăn Tết không chị? Có, nhưng mà bình thường thôi. Như người ta nghĩ thì mình nghĩ, chứ không biết ăn Tết là gì. Không biết ăn Tết là gì hả? Người ta nói nghỉ lễ thì mình ở nhà thôi chứ không có đi đâu. Ngày nào mình cũng đi làm hết? Ngày nào cũng đi làm. Chỉ có Tết là người ta nói Tết thì không được đi làm á. Dù mình có đi thì đâu có ai. Là ở nhà thôi. Anh Tài lên đây anh Tài. Đây, đây là 1 triệu của chị Hân gửi cho em. Thì em gửi cho chị My Lệ với là anh Tài nha. Coi như là lì xì năm mới nha. Em gửi cho chị nha. Cảm ơn chị Hân rất nhiều. Vui không? Vui. Năm nay được lì xì rồi. Năm nay được lì xì, con cảm ơn dì Hân. Con chúc dì luôn mạnh khỏe, dì và gia đình trong năm mới được bình an, phát lộc phát tài và thành công trong mọi công việc. Con cảm ơn. Anh Tài có lời chúc gì không anh Tài? Cũng nhân dịp năm mới chúc dì Hân và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm ăn luôn phát triển và gia đình luôn là hạnh phúc và may mắn cho cuộc sống. Năm mới thì Gà Lang Thang cũng xin chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Mình có sức khỏe là mình có tất cả mọi thứ luôn. Và năm mới phát tài nha. Nhớ lì xì cho gà nha, gà chưa có lì xì. Bây giờ mình đi về ha. Bye bye cả nhà, bye bye. Bye bye.